Kinh văn: Lại nữa, này Phổ Quản, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chiêm lễ trong chừng một bữa ăn, người nữ đó trong ngàn muôn kiếp sẽ được thọ sanh thân hình tướng mạo viên mãn. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân nữ, thì trong trăm ngàn muôn ức đời thường làm vương nữ cho đến vương phi, hoặc con gái dòng dõi tể phụ, đại quan, đại trưởng giả, đoan chánh, thọ sanh các tướng viên mãn, do chí tâm chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế. Lược giảng, Đức Phật dạy tiếp: Lại nữa, này Phổ Quản, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, trên thế gian này cùng là con người, nhưng tại sao có người thì tướng mạo đẹp đẽ xinh xắn, có người lại xấu xí cục mịch, hoặc có người thì thân thể khỏe mạnh, có người lại ốm đau gầy gò? Vì lẽ gì mà có những sự khác biệt như thế? Lại có 10 nguyên nhân khiến cho thân thể mang nhiều bệnh tật. Những gì là 10? 1. Thích đánh đập mọi loại chúng sanh, bất luận là chúng sanh nào, hễ trông thấy là đều muốn đánh đập chúng. Đây là nguyên nhân đầu tiên phải chịu quả báo, khiến thân thể phải chịu lắm nhiều bệnh khổ. 2. Xúi dục hoặc sai bảo người khác đánh đập chúng sanh, cho dù là chó, mèo, chuột, thậm chí cả trẻ em. 3. Khen ngợi việc đánh nhau. Khen ngợi cái gì? Trầm trồ khen ngợi cách đánh đập hành hạ chúng sanh. Do vì tán thưởng cách đánh đập của người khác, nên chính bản thân mình phải chịu quả báo nhiều bệnh tật. 4. Thấy sự đánh đập mà vui mừng. Có những kẻ thấy người khác đánh đập chúng sanh thì trong lòng lại vui mừng, hớn hở, cho là chuyện thú vị. Hay thật, đáng đời, đánh thật là đẹp mắt, xem ra còn thú vị hơn cả coi cine nữa. 5. Thấy chúng sanh bệnh tật đau đớn rên xiết thì trong lòng lại hân hoan vui sướng. Có nhiều người hễ thấy kẻ khác bị ốm đau bệnh hoạn thì trong lòng lại mừng rỡ, thích thú. Có chúng sanh bị đau ốm rồi, ô hay quá, có thế chứ, hắn lại bị bệnh rồi đấy. Họ không cảm thông thương xót đã đành, lại còn vui cười mừng rỡ nữa. 6. Thấy người bệnh được bình phục thì trong lòng cảm thấy không vui. Có những kẻ thấy người khác mắc bệnh nhưng sau đó được thuyên giảm hoặc khỏi hẳn thì họ không vui. Chính vì thế cho nên kiếp sau chính bản thân họ phải chịu quả báo nhiều bệnh tật hay đau ốm. 7. Cho chúng sanh uống thứ thuốc không đúng bệnh. Có những người cũng đem thuốc cho chúng sanh bị bệnh vậy, nhưng họ cho thứ thuốc gì? Họ cho thứ thuốc không phải trị đúng chứng bệnh mà chúng sanh đó đương mắc phải. Ví dụ như người bị bệnh đau đầu thì họ lại cho uống thuốc đau bụng. Chẳng như thế, họ còn huênh hoang: quý vị xem, tôi cho bệnh nhân uống thuốc rồi đó. 8. Thấy người bệnh được thầy thuốc tận tâm chữa trị cho thì sanh lòng đố kỵ, ghen ghét, nói rằng: ôi, ông bác sĩ đó tốt nhất là chết sớm đi cho rồi, để khỏi cần phải trị bệnh cho hắn nữa, thấy mà gai mắt. 9. Thấy người khác ốm đau bệnh hoạn thì lại vui thích, còn mong sao cho người đó cứ luôn ốm đau, mãi mãi bị bệnh tật hành hạ. 10. Thích ăn vặt, ăn luôn miệng, mới vừa ăn xong chưa kịp tiêu hóa thì lại ăn nữa, miệng lúc nào cũng thấy thèm ăn, muốn ăn luôn miệng, không ngừng nghỉ. Do 10 thứ ác nghiệp này mà phải thọ quả báo nhiều ốm đau bệnh tật. Chúng sanh sở dĩ tướng mạo xấu xí hoặc thân thể nhiều bệnh tật là đều do phạm vào 20 ác nghiệp kể trên mà ra. Nếu không phạm vào 20 ác nghiệp đó thì sao? Thì tướng mạo không bị xấu xí, thân thể cũng không bị nhiều bệnh tật. Như vậy, nếu bị xấu xí và nhiều bệnh tật thì phải làm thế nào? Thì hãy đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chiêm lễ, đem tâm thành khẩn thiết tha mà chiêm ngưỡng lễ bái Bồ Tát Địa Tạng trong chừng một bữa ăn, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bằng chừng ăn xong một bữa cơm. Người nữ đó trong ngàn muôn kiếp
sẽ được thọ sanh thân hình tướng mạo viên mãn. Ha ha ha, 闻三摩地所。